Đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng cây nhọ nhồi ạ. Và mình mời các bạn cùng ra vườn để ngắt với mình nhé. Đây là cây cỏ nhọ nhồi các bạn thấy không? Thân thì của nó màu tím nhá, hoa màu trắng lại nụ đây ạ, lá nhá. Đây, lá sẽ mọc đối như thế này, các bạn sẽ nhận biết được nó nhé, để chúng ta có thể làm chia sẻ về những bài thuốc và công dụng của cây nhọ nhồi rất là tốt ạ. Rất nhiều các bạn nhé, mọc ở riêng những cái ruộng rau khi thu hoạch xong ấy. Đây là những ruộng rau cải. Đây, những cây nhỏ nhiều cái mọc. Nhiễm mỡ là một trong những bệnh rất là nhiều người gặp. Đối với những người thừa cân béo phì thì tình trạng gan nhiễm mỡ rất là hay có đối với những bệnh nhân như vậy các bạn nhé. Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ rệt khi làm các xét nghiệm hoặc siêu âm nhé. Kiểm tra mới có thể xác định được bệnh gan nhiễm mỡ các bạn ạ. Cỏ nhọ nhồi là vị thuốc có tác dụng tốt đối với bệnh gan nhiễm mỡ trong giai đoạn bệnh mới xuất hiện ạ. Thứ nhất là gan nhiễm mỡ là gì nhé? Có ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Khi bị gan nhiễm mỡ, lượng phosphor lipid hợp thành trong tế bào gan nhé sẽ làm tăng lượng lipoprotein trong huyết tương thường bị giảm, dần dần sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng thần kinh và huyết quản ạ. Dẫn đến cái tình trạng như giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch. Gan nhiễm mỡ còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong gan, khiến chức năng tổng hợp albumin của gan bị suy yếu nhé. Albumin là loại protein đóng vai trò rất là trọng yếu trong việc duy trì hoạt động của tất cả các chức năng và cơ quan bên trong cơ thể các bạn ạ. Thiếu albumin này thì sẽ dẫn đến cái tình trạng chán ăn, tinh thần nhé. Và thể xác ấy, cảm nên thấy mệt mỏi, dễ mất mắc bệnh như là chức năng miễn dịch để bị suy giảm ạ. Khi bị gan nhiễm mỡ, tế bào gan bị xơ hóa dẫn đến cái xơ gan. Có người thì lo ngại gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến ung thư gan. Thực ra không có mối liên quan trực tiếp đến ung thư gan các bạn. Thế nhưng nếu người bị gan nhiễm mỡ lại đồng thời mắc các bệnh viêm gan hoặc là siêu vi trùng hoặc là vẫn tiếp tục uống rượu vô độ hoặc là chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến như là cơ thể bị xơ gan nhé, xơ hóa nhanh chóng ạ. Các nghiên cứu cho thấy có tới 70% trường hợp xơ gan có thể dẫn đến ung thư gan, do đó xơ gan có thể xem như là một trạng thái ban đầu của việc ung thư gan và cũng là chiếc cầu nối nguy hiểm giữa bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan các bạn ạ. Gan nhiễm mỡ do bất kỳ nguyên nhân nào cũng ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe của bệnh nhân nhé, sinh hoạt ạ, hoạt động của bệnh nhân, làm giảm tuổi thọ các bạn ạ. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thấy những người có tuổi thọ trên 90 tuổi có khá nhiều người mắc các bệnh về tim mạch, bệnh phổi, bệnh thận, nhưng số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ rất ít, cho nên hay là mắc về các bệnh gan ạ. Cho nên bệnh gan rất là đối với những người sống thọ thì bệnh tức là trường hợp bị bệnh gan sẽ không thể sống thọ lâu ấy các bạn ạ. Đấy là theo các nghiên cứu đã chỉ ra rằng như vậy. Thứ hai là công dụng của cỏ nhọ nhồi. Các bạn biết rằng theo đông y, cỏ nhọ nhồi có vị ngọt, chua, tính mát, lợi vào kinh can và thận.
có tác dụng bổ can thận, ni huyết nhé, và cầm máu các bạn ạ, là gọi là chỉ huyết. Dùng cỏ nhỏ lồi chữa âm hư huyết nhiệt, râu tóc bạc sớm, đầu choáng choáng mắt hoa, tai ù hay là lưng gối mỏi yếu, thổ huyết, nụ huyết hay là máu cam ấy các bạn ạ. Cho nên đối với những người bị máu cam ấy thì thường là uống nước cỏ nhỏ lồi này rất là tốt nhé. Niệu huyết, băng lậu, hạ huyết, ngoại thương xuất huyết, cho nên là cỏ nhỏ lồi rất là tốt đối với những cái trường hợp về máu các bạn ạ. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy cỏ nhỏ lồi có tác dụng như là tế bào gan và tăng bảo vệ tế bào gan và tăng cường chức năng miễn dịch, cho nên là rất là tốt đối với gan. Cho nên những ai bị gan, bệnh gan trong giai đoạn đầu thì chúng ta hãy sử dụng cỏ nhỏ nhồi nhé. Cách sử dụng cỏ nhỏ nhồi thì các bạn cho với bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình, đây là cỏ nhỏ nhồi mình vừa mới ngắt xong đây ạ. Chuẩn bị cho mình từ 50 đến 100 gram cỏ nhỏ nhồi nhé. Chúng ta có thể lấy phần lá, thân đều được hết ạ. Mình miễn là các bạn lấy chỗ ngắt đấy, như là ra ruộng hay là trong vườn chúng ta có, đảm bảo là không có thuốc bảo vệ thực vật là được nhé. Chúng ta sẽ nhặt rửa sạch sẽ. Các bạn chuẩn bị cho mình từ 50 đến 100 gram cỏ nhỏ nhồi tươi. Mình rửa sạch sau đó thì mình sẽ đem đi đun lấy nước nhé để mình uống ạ. Các bạn cho mình một ít muối vào và mình ngâm từ 5 đến 10 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ rửa lại cái phần cỏ nhỏ nhồi này đi. Vì chúng ta ngắt cỏ nhỏ nhồi ấy, nó sẽ ở cái tầm thấp là dưới mặt đất, mình sợ các vi sinh vật hay là bẩn bụi nó bám vào lá, chúng ta ngâm một chút nhé. Rồi bây giờ các bạn rửa cho mình nhé. Các bạn cho mình khoảng 500ml nước mình đun nhé. Thì các bạn đun sôi cho mình khoảng 10 phút nhé. Đun và mình đã để nguội còn ấm thôi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Các bạn chắt lấy nước và mình uống nước này trong ngày nhé, chứ không để qua đêm các bạn ạ. Lưu ý để chữa bệnh gan nhiễm mỡ có hiệu quả và ứng dụng bài thuốc y học cổ truyền được an toàn và người bệnh để có thể lên thăm khám tại các cơ sở đông y để có được kê đơn thuốc và theo dõi bệnh tình để điều trị một cách tốt nhất nhé. Mình mời các bạn thưởng thức ạ. Rất là dễ uống ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cỏ nhỏ lồi trị gan nhiễm mỡ trong giai đoạn bệnh mới xuất phát nhé, mới khởi phát ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.